quay này. Nhìn cây này cứ tưởng của kiện quá, lực bánh hàng to rồi. Kiện con này cũng đấy một con to một thời mà. Nay không đi chợ. Xem bên nay nay chợ thấy ra chợ. Nhà qua lên Facebook mà chắc bốc bốc luôn rồi, cán bộ bốc rồi. Chắc là ai chim bốc rồi. Đấy. Không phải mang ra chợ có phải sướng không? Đầu tiên thôi, đi cây này của anh Lực 60 nha các bác nhá. Tí nữa tôi quay cái số ở đầu cái ô tô kìa. Anh em xem thì để ý tí. Làm việc luôn, không tí nữa anh nhầm. Nhiều ô tô lắm không nhầm. Anh em nào thiện chí mà mua cây là người ta tìm thông tin tốt lắm. Những cái ông mà hỏi cho vui thì mà ai chửi thì chẳng bao giờ mua cái gì đâu. À đấy. Kinh nhỉ. Gấu mèo đấy. Gấu mèo đấy. 12 đồng của em vời đây. À. Lành. Lành. Nghệ vời. Lực này mang có mỗi cây này là chật xe nhỉ? Đấy, to bằng xe rồi. Nhưng mà đấm quả là đấm quả là và à, đạp quả bằng mấy cú đấm. Đấy, lá cứ xanh mướt mỡ, mới bóc răm mới ra đây, mới bóc răm mới ra một đứa đây. Cây này về thì nó cũng không nó cũng sạch sạch rồi, sạch nói chung cái sạch sẽ, chơi bóng chơi dáng thế đủ cả. Đấy, nó là cây cảnh thôi. Đấy, các bố ngồi hết trong kia thì cứ báo giá ra và quay cái số ở đầu ô tô. Các bác nhiều khi bảo là không sao không ghim cái số lên video, tôi mệt lắm, một cái video tôi quay nhiều người mà cứ đi nói chuyện này, tôi còn chả nhớ số, tôi có phải nhà thuê đâu mà. Tao đi mua này. Đâu ạ? Xem thì để ý thông tin, có thông tin hết đấy. Các ông xem thì chịu khó nhé. Tôi thì không phải là hành nghề thương mại hay là quay thuê cho ai cả các bác nhé. Tôi nếu có thời gian tôi sẽ có thể là chín chu cái video hơn, nhưng mà hiện tại tôi rất là bận các bạn. Tôi quay về là tôi đăng và có thể đăng muộn một chút, nhưng mà cũng luôn mong anh em giao lưu được thôi. Còn những anh em mà hơi khiếm nhã, hơi bất bình ấy, thì tôi nói luôn là mấy cái ông ấy chẳng bao giờ mua được cái gì đâu, kể cả bất cứ cái gì, không chỉ riêng cây cảnh. Sorry, nguy hiểm quá. Đấy. Đấy. Xin lỗi nghệ nhân nhé. Sáu mươi triệu đấy, tám đi mua cái gì đấy, không biết các bác đã nhìn hết chưa, tôi cũng lo hơi lóa, tôi không nhìn rõ lắm, nhưng các bác nhìn rõ hơn tôi đấy. Cái cây to quay nó hơi khó, với lại cái không gian nó hơi chật, mà đứng gần thì quay được một cái vị trí thôi, một cái điểm thôi, mà đứng xa thì mắt chỉ nhìn tổng thể không nhìn hết. Đó là cái cây của tìm ra góc này xem có nhìn thấy gì không, cây của Lực. À quay cái cổ ngọn lắc lên nó như này, cứ phải chui giúp các bác chặt mà mỗi người một tí thôi, để đây cái này bày thì đẹp quá đi. Đấy thì các bác nhìn thấy dáng dấp nó ổn này thì liên hệ mà xuống xem tận nơi thôi, nếu được dễ mở hàng chưa, không nhận ơi, nhận ơi, mở hàng chưa, để ra xem video này quay mấy cây to, video này quay nhiều cây to một tí.
Cái bác này cũng nhiều cái to ấy nhỉ. Cũng theo kiểu là định làm hình đầu rùa đấy, nhưng mà xếp đá. Xếp đá. Cây này của ông ba cái sân quê là đầy xe. Nhiều quá thế. Chắc cũng căng, chắc thì căng. Này chắc cái đòi nhiều, nhiều lắm. Ngồi đâu? Dưới hết thì chắc là bay rồi. Đấy, em không biết thật. Em phải. Đây, số của mấy cây to này. Đấy, quảng cáo miễn phí luôn. Quê, mấy cây quê. Quê hết, quê hết. Đẩy ra phía này đi tốt. Vào đá hình rùa đấy. Liên hệ nhá. Tôi chẳng biết nó ngồi đâu. À đây, cam cây cây sạch sạch này. Đấy. Cây trực rất là đặc trưng của cây cảnh miền Bắc đây. Phần bệ thì có thể móc ra cái dần, nhưng mà phần cây này trên thân cũng là tốt, rất sạch. Cảm quan thân rất sạch, cây trực rất là sạch. Da sạch, tất nhiên da nó sạch được. Cái trực khá là hay đấy, nhưng nó hơi to, không đúng cỡ của mình. Cái này mà càng bé chắc là càng đắt tiền. Còn đâu là còn hàng chân nuôi phôi. Cái này phôi nhưng nó cấp độ nó cao hơn, nó sạch miễn rồi. Còn thân ấy, chứ còn những cái phôi khác còn phải nuôi từ cả thân bệ cho đến tay cành. Còn cái này thì thân nó sạch được. Cái này thì quay hôm trước đi rồi. Có cái tử riêng này là nuôi cũng được. Đóng, cái này là đóng. Đóng ba vai, nghiệp ba vai. Ba vai ra dáng làng, nó sẽ rộng rãi. Còn chỉ có mấy khi có cây ba vai đâu, đúng không? Toàn là đóng. Cây tự nhiên ba vai ít, nhất là từ thân rồi trở ra, từ cùng trung bệ nó mọc ra thì chỉ ít lắm. Nhìn quả như quả sữa, quả non nhìn thích. Đấy. Đồ này là có quả luôn rồi.
chợ nên nắng lắm các bạn. Anh em các bác thông cảm, nhiều khi các bác xem không rõ thì ở đây là như này. Mình quay phim ở đây thôi thì ngày nào tôi cũng ra đây, phiên nào tôi cũng ra đây. Thì các bác biết cả rồi thì cứ để cho quay thôi. Đấy, và có thể lấy cái số thông tin ở trên cái đầu ô tô. Còn các bác thì ngồi trong kia. Và nếu khi tôi có thích cây nào tôi mua thì dừng máy quay tôi sẽ làm việc. Đấy. Các bác biết cả rồi, các bác cũng ngồi trong kia thôi. Các bác không ra đâu, ngồi cho mát. Có khách thực sự thiện chí các bác mới ra nhá. Chứ nhiều khi là khách lôm côm mà hỏi chơi là cũng không ra tiếp. Đấy, vì biết mà nếu mà ai mà mê đúng máu thiện chí thì kiểu gì người ta cũng tìm ra chủ. Chủ thì chỉ ngồi gốc cây trong ngày hoặc là quán trà đá, quán cà phê trong ngày thôi. Đó nhá, hiểu cái vui ở chợ đó như nào các bác nhá. Đấy, tôi cũng chỉ đơn thuần là một người đi chơi. Đấy, các bác cũng hiểu như vậy, cuộc đi chơi chợ. Ok, cảm ơn các bác. Video này là quay mấy cái to này vậy. Giờ thì sang khu vực khác thôi nhé.